Rồi, xin chào anh em nha. Thì tiếp tục chiều tối hôm nay hàng về cũng làm một ít hàng, em cũng làm một clip để thông báo anh em và anh em chọn lựa những sản phẩm cho mình yêu thích nha. Rồi, trước tiên thì bên đây là hai con lọc xì ha, hai con lọc xì, một con là Sơn Xui, một con là Victor anh em nha. Hôm nay mới về được hai con, rất là đẹp luôn ha. Đây, giờ nè, giờ lâu ha. Đó là con lọc xì Sơn Xui SE80 nha. Sơn Xui SE80 thì con này quá quen rồi anh em nhé. Con này có đèn nước nè, đèn cần nè, điện 100V máy gia băng anh em nhé. Con này đang có giá là 6.200.000 đồng, 6.200.000 đồng bao ship anh em nhé. Con này đẹp keng đó, một con. Và ở bên dưới đó là một con lọc xì Victor C70 C70 anh em nhé, giá là 8.000.000 đồng bao ship toàn quốc. Hôm nay có một con này ruột gan vàng khè 7 màu anh em nhé. Lọc xì Victor C70 8.000.000 đồng, SE80 6.200.000 anh em nha. Đấy. Rồi, hôm nay về hai con lọc xì ha. Và tiếp tục cập nhật cho anh em hôm nay thì em về tiếp tục đó là một con đờ nông. Con này là đờ nông giải mã MD đờ nông 1550. 1550. Thì con này nó là giải mã không cần mồi anh em nha, 24 bit, sử dụng hai chip 1702 nha, 1702 giống như là con CDS10 anh em nha. Tiếng anh mày rất là hay. Vậy mà không mồi. Giá em này thì về rất là mềm cho anh em chơi, rất là mềm và bán nhanh luôn cho anh em. Giá bình thường con này em bán khoảng 7.000.000 đồng. Thì hôm nay em về con này ha, có một cái lỗi nhỏ ở đây nè, em chỉ cho anh em nha. Cấn nhẹ dấu chút xíu đây nè, đó, một dấu ha, có hơi tróc xe sơn này xíu nè. Đó, em bán cho anh em ha. Còn như anh em tổng thể rất là đẹp nha. Mình soi, mình không có ai rảnh đi ngồi coi đồ mình soi vậy ha. Giá mềm cho anh em chơi, chỉ có 6.000.000 đồng, giảm ngay 1.000.000 cho anh em nha. Giải mã không mồi, đỡ nông DMD 1500, rất là đẹp. Cùng nếu anh em chơi con này thì anh em chơi cùng với con 1500 R2 La Mã để vô đúng combo, đúng đẹp luôn anh em nhé, đúng đẹp tuyệt vời. Đấy, hoặc là con 2000 cũng được ha, đúng cái form, đúng cái size, đúng cái màu. Đó, 6.000.000 đồng thôi anh em nhé, 6.000.000 đồng. Đấy, 6.000.000 đồng bao ship toàn quốc. Và bên dưới là con Sony DAT 55S thì hôm qua em báo anh em là cái băng nó không có hoạt động, nhưng mà chịu em test là ok luôn anh em nhé. Có nghĩa là 4.000.000 là anh em là chơi giải mã, chơi băng đát ok luôn nha. Có 4.000.000 bao ship toàn quốc, chỉ có một con duy nhất thôi ha. Con trước thì nó không có chơi băng đát được, mà giải mã ok. Mà con này về chiều em test là ok, là băng đát chạy luôn nha. Rồi, 4.000.000 bao ship anh em. Đấy. Và đặc biệt hôm nay thì em về cho anh em nó một con CD của Marantz. Đó là dòng CD 94 Limited siêu đẹp. 94 Limited siêu đẹp anh em nha. Tuyệt đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn nè. Hai gỗ còn cứng khư. Mà nguyên cái mặt là nhôm phay ha. Con này đối với 94 Limited nhạc vàng là vô đối rồi nè, quá là tuyệt vời. Trong tầm giá luôn, 94 Limited anh em nhé. Và con này thì hôm nay em về có cả khiển riêng nha, có cả khiển riêng cho anh em chơi, rất là yếm luôn. Có cả khiển riêng cho em chơi, giá quan trọng là cái giá cho anh em chơi nha. 19.500.000 anh em nhé, 19.500.000 cả khiển riêng nha. Con này thì có cả khiển riêng thì em bán theo khiển riêng nha, 19.500.000 đẹp keng, đẹp keng cho anh em chơi, khiển riêng kèm theo máy ha, đẹp keng luôn. Rồi. Và hôm nay thì cái bộ Technic gồm combo nha, nguyên bộ này em bán combo. Còn anh em nào muốn mua ly không em sẽ bán con ly không ha, tại vì em còn một con ly này nữa. Đối với anh em mua nguyên bộ gồm có một con amply này, hoạt động ok hết, đèn đuốc ok hết nè, đó rất là đẹp luôn. Cái con này nè, cái con này nó con tác dụng để chúng ta thâu âm rồi nè. Nguyên cái bộ combo này nếu anh em nào chơi được nguyên bộ á thì em sẽ bán với cái mức giá đó, mức giá là rất là ok cho anh em nha. Đây, với cái mức giá 8.500.000 đồng anh em nhé, 8.500.000 nguyên một bộ nha, em bán nguyên bộ nha. Còn anh em nào muốn mua lẻ con ly là 5.000.000 nha, thì em còn một con nữa đẹp keng. Đấy, nguyên cái bộ này là xuất sắc hết, 8.500.000. Em tính đem lên hồi gỗ mà chưa, anh em nào muốn chơi nguyên bộ thì em bán triệu nguyên bộ, 8.500.000 anh em nha. Catalog sách vở đầy đủ hết cho nguyên combo đấy. Rồi ha. Rồi tiếp tục ở bên bên dưới là một con ly amply của Sơn Xui, đó là AUX1 anh em nha. Con này rất là khủng long. Con này rất khủng long mà em chưa có cập nhật giá thì để em coi nha, xài xò lắp nha anh em nha. Con này đặc biệt xài xò lắp nha.
cũng long lắm. Thì em sẽ lên hình cụ thể cho anh em sau. Con này có, con này sử dụng 8 tụ lọc nguồn rất là khủng và công suất nó là 400W, đánh những cái lò cứng đầu. Em sẽ lên sau cho anh em nha. Con này tầm 13-14 triệu vậy đó nè. Em sưu tầm mấy con khủng long này chơi cho nè. Và tiếp tục cập nhật ngày hôm nay, đó là em về thêm được 4 con CD. Đó là X55ES nha, có hồi gỗ ha. X55ES có hồi gỗ. Máy hoạt động hoàn hảo. Có cả khiển copy nhưng mà xài full chức năng cho anh em. Giá chỉ có 5.500.000, bao ship toàn quốc. Hiện tại đang có 4 con, tuyệt đẹp hết anh em. 4 con ha. X55ES nha. X55ES đây nè. Đó. Bên dưới là con X365ES nè, còn dưới là 8.8 triệu. Bên kia là hai con 5365SA. Mấy con này đẹp lắm nè. Ruột gan thì 2 tấn phô bằng khè. Em sẽ cố gắng thời gian để sắp xếp làm chi tiết cho anh em. 5.500.000 đồng kèm một khiển copy. Và xài full chức năng cho anh em ha. Bao ship toàn quốc ha. Anh em nào ship cọt chuyển trước giúp em 20% em không bao nha. Đó. Đây là những cái đầu hôm nay em về. Và hôm nay em về thêm trong lô có một cặp loa. Đó là một cặp loa huyền thoại Beoner S180A tuyệt đẹp. S180A căng lưới zin, thùng quách là siêu đẹp cho anh em chơi đây. Anh em nha, thùng quách là tuyệt đẹp luôn, không có gì các bạn. Một cặp loa 180A và giá thì rất là tốt trên thị trường hiện nay. Giá tại shop em bán cặp 180A tuyệt đẹp này với cái mức giá tuyệt vời cho anh em chơi. 26 triệu bao ship toàn quốc anh em nhé. 26 triệu bao ship toàn quốc. Đấy. Anh em xem nè. Gông viền là còn tuyệt đẹp nè, bát là bát vàng ha, bát hơi vàng vàng. Trùng cặp trùng đôi rất là đẹp luôn. Left right đầy đủ anh em nha. 26 triệu bao ship toàn quốc anh em nha. Rồi. Hôm nay em về được được bao nhiêu đây hàng. Anh em nào yêu thì hãy phone cho em, có 100 cặp 180A tuyệt đẹp ha, giá rất là tốt cho anh em chơi. Giá thì em có báo hết rồi anh em nha, anh em nào yêu thì hãy phone. Và tiếp tục về cập nhật cho anh em là 3 cặp Yevan Hui nữa ha. Một cặp 112 này, một cặp 112 2,5m này, một cặp hai cặp Magnum MK2 thì lên đầu rắc xịn cho anh em hết rồi. Một cặp là 2m và một cặp 2,5m ha. Dây này là 1.250.000 một mét ha. Anh em tùy anh em theo lấy 2m hay là 2,5m ha, lên đầu rắc xịn rồi. Ở đây là 2,5m nè. Đó, anh em yêu hãy phone cho em nha. Xin cảm ơn anh em.